Tổng thống Pháp François Hollande vừa tuyên bố nếu như ông không thể thực hiện được lời hứa giảm tỷ lệ thất nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì ông sẽ không ra tái tranh cử tổng thống vào năm 2017. Vào cuối năm 2013, vị tổng thống Pháp theo đảng xã hội đã từng hứa rằng sẽ giảm tỷ lệ thất nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng đến nay, GDP vẫn dậm chân tại chỗ và tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng. Hiện tại, mức tín nhiệm của tổng thống Hollande chỉ có 12%. Nếu như đến hết nhiệm kỳ này mà tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa, tôi không thể đứng trước toàn dân mà nói rằng tôi đã thất bại. Chắc chắn không có chuyện đó xảy ra. Tôi vẫn còn 2 năm rưỡi để thực hiện lời hứa của mình. Ông cũng cho biết trong năm sau sẽ không có thêm loại thuế nào mới. Trước đó, tờ Le Echo đã cho biết chính phủ đang lên kế hoạch áp một loại thuế đặc biệt đối với người mua nhà lần thứ hai. Trong lần xuất hiện trước công chúng này, Tổng thống Hollande cũng bày tỏ ý muốn đăng cai Thế vận hội vào năm 2024 và World Expo vào năm 2025.